Hội Mừng Sư Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé các bạn. Thì hôm nay mình có cái củ sứ mà vừa rồi nó mình ghép bo cho nó nè các bạn. Hôm nay là nó đã cho ra bông rồi. Bông nó yếu lắm các bạn, nó không có được to. Đúng ra cái bông này của nó, cái bo bông của nó là nó bông này nó lớn lắm. Bông này bông quyết thắng này, cây mẹ của nó là bông lớn lắm các bạn. Mà tại vì chắc là ghép nó cho nên là nó không có phát triển mạnh được á, cho nên là bông nó nhỏ. Vừa rồi nó ra được hai tược mà nó phát không nổi các bạn này, phát được có một tược à, còn tược này nó lì luôn. Này nó ra bông thấy hay hay rồi, quay lên cho các bạn cùng xem. Đó, cái này là cái củ của nó các bạn. À, vừa rồi còn hai cái củ kia thì nó bị bò trí nó tấn công các bạn, lá nó rụng tùm lum tùm la. Đây rồi các bạn. Chung ra nó ghép nên là nó không có phát nổi. Vừa rồi nó bị cây này nó bị rụng hết lá luôn, vàng lá rụng lá các bạn. Thằng này nữa. Thằng này đang phát lại nè. Vừa rồi nó cũng bị rụng hết lá. Bình thường mấy cái cây mà nó bị rụng lá các bạn, có thể là các bạn xài thuốc nhiều lâu ngày nó bị kháng thuốc đó các bạn. Thì vừa rồi mình có sưu tầm được cái loại thuốc khác. Cái loại này thì nó đây nè các bạn. Đó, vừa rồi mình xịt hoài mà nó vẫn không hết nha các bạn nhé, nó bị kháng thuốc á. Còn cái loại này nó chống kháng thuốc luôn nè. Này nó trị bò trí với nhện đỏ luôn nha các bạn nhé. Đó, sâu rầy nhện đỏ nó khó trị và đã bị kháng thuốc nha các bạn. Vừa rồi mình xịt thử cái này thấy là nó êm nữa các bạn. Vừa rồi là mình một số cây kỳ duyên của mình xả. Và mình thấy nó bị vàng lá, rụng lá vậy mà mình xịt cái thuốc vừa rồi á, mà nó không hết các bạn, từ từ nó rụng. Còn nếu mà các bạn mà... Còn nếu mà các bạn có bị rầy sáp á, thì các bạn xài cái loại này nè. Mình cũng vừa mới mua cái loại này là xài ok lắm các bạn, xịt cái là không còn một con rầy sáp nào luôn. Cái lúc trước mình mệt với mấy con rầy sáp, mình mua mấy loại thuốc luôn mà xài nó không có hết được các bạn. Nó cứ xịt được hôm trước hôm sau thấy nó vẫn còn rồi, nó không hết mà mình cứ xả tới xả lui xả không còn cái gì. Mà đến lúc lúc mình xả mình xịt cho nó vậy mà cuối cùng nó vẫn bị. Và mấy cái loại mà nó nói là về chữa về rầy sáp á, rồi cuối cùng mình lên tới Thành Thái mình tìm ra cái loại này. Đó các bạn nhìn nhé, để mình lấy nét cho các bạn xem. Đó, nếu mà có bị rầy sáp thì các bạn xài cái này nha các bạn, hiệu quả rất là hiệu quả luôn. Còn cái này là bò trí nhện đỏ. Đó các bạn, cái này nó nếu cây các bạn mà nó bị kháng thuốc á, xịt mà nó không hết á, thì các bạn đi tìm cái loại này nhé. SCU 500 SC nè, thuốc trừ sâu nè. Cái loại này thì... Đó, vừa rồi mình tìm ra mới được cái loại này. Thì nói chung ra cái vấn đề sâu bệnh đó thì thỉnh thoảng các bạn phải đổi thuốc cho nó. Chứ nếu không đổi thuốc thì nó sẽ bị kháng thuốc á các bạn. Đây là mình có cái cây kỳ duyên nè các bạn. Cây này rất đẹp nè. Đó, mấy cái cây này là mấy cái cây mà mình tạo dáng cho nó lúc mới mua về từ lâu lắm rồi các bạn. Cái này mình cũng quay đi quay lại cho các bạn cùng xem. Thì hôm nay thấy nó cũng đẹp đó các bạn. Thì hôm nay mình lại quay cho các bạn xem. Thỉnh thoảng quay lên. Còn cái cây này là cái mình kéo cái đầu nó ngược về càng ngày càng ấy nè.
càng ngày nó càng quay cái đầu ngược về. Lúc trước thì nó là cái bạc phong hồi đầu chứ mà giờ cái này mình kéo hết nó về luôn nè, đó để cho nó có cái dáng đẹp nè. Vừa rồi nó cũng bị rụng hết lá, nó đang ra lại. Đây cây nữa, nó có 4 cây là mình tạo dáng bonsai cho nó các bạn, đẹp lắm. Cây này hồi đó mình làm cái dáng độ, cái này nó độ xuống đó các bạn, mà mình thấy nó vướng víu quá, cái mình lại cho nó ngóc lên, nó quay ngược cái đầu lại. Bây giờ nó ra cái dáng bên trên nó có cái tàn nữa. Còn một quái thú này, ánh dương các bạn. Vừa rồi có cây ánh dương là mình trẻ ra làm đôi. Cây này mình cái ghép bo một cái bo cho nó mà nó không có nuôi bo được các bạn ạ. Nó nuôi yếu lắm, bo nó cứ ốm mà nó dài lên rồi nó chán lắm mình thôi. Mình cắt cái ngọn đi cho nó, mình cho nó ra zin luôn. Nó với lại cái cây này là một cặp nè các bạn, mình tách ra từ hồi đó đó các bạn. Còn đây mình có mấy cây kỳ duyên chiết cành nè các bạn. Đây ngày hôm nay nó có dáng đẹp rồi nè. Nay là nó bông nụ bắt đầu ra tiếp rồi nè. Vừa rồi có xịt thuốc cho nó bị cháy bông. Đó, ba cái cây này là dâm cành đó các bạn. Thì cái này kỳ đó dâm cành, lúc mà nó phát triển rồi mình ra chậu cho nó, mình có quay cho các bạn xem nữa. Rồi nó lớn chút cái mình lấy kém nhôm mình uốn cho nó. Đó, nó cũng uyển chuyển cũng ra cái dáng cũng đẹp nữa các bạn. Kỳ duyên dâm cành cũng được lâu rồi, 5-6 tháng rồi các bạn, thì nó mới được như ngày hôm nay. Còn đây là mấy cái cây củ vàng mà ghép nè các bạn, mình mua 6 cây nè. Hôm nay mình đã chiết cho nó được 3 cây. Đó, chiết cây này với lại cây này. Đây, mấy cái này là củ vàng mình chiết không đây. Đang nhân giống mấy cây củ vàng nha các bạn nhé. Còn 3 cây này thì nó chưa có lớn, thành thử ra mình chưa có chiết. Củ đẹp lắm rồi. Mấy cây này là vừa rồi á, Nguyễn nhà nó bán cái lô này á, là bán vào trong cái ngày mà giảm giá, tuần lễ giảm giá đó các bạn. Thì mình mua nó cũng rẻ, 200.000 cây, 200 cho đến cây nào đẹp á, thì củ đẹp như cây này thì 250 nè. Đó, nhưng mà lâu lâu nó mới có lô nó bán rồi các bạn à, chứ cái loại này là ít có shop nào bán lắm. Thử ra vừa rồi á, Nguyễn nhà nó đăng mấy lô thì mình cũng có đợt vừa rồi đăng mấy lô thì mình cũng tìm được 6 cây này thôi. Vừa rồi hết đăng rồi nha các bạn nhé. Nhiều bạn hỏi mình là mua ở đâu rồi giá cả, thì giá cả thì nó từ 200 đến 250 cây. Còn Nguyễn Nhành thì vừa rồi nó có đăng lô này thôi, nhưng mà nó đang làm cũng nhiều lô á, nhưng mà vừa rồi hết cái đợt của nó rồi. Thử ra nó không còn nữa nha các bạn nhé. Nếu các bạn muốn mua cái loại mày này á, thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà có nghĩa là lâu lâu nó có một shop nó đăng thôi, mà nó đăng chỉ có một lô một thôi nha các bạn. Vừa rồi Nguyễn Nhành có mấy trăm cây á, là thử đăng làm nhiều lô là hết rồi đó. Loại này thì các bạn mua về các bạn nhân giống nó rẻ hơn cái mà mua nguyên thủy của nó. Nguyên thủy của nó thì nó mắc nha các bạn, mua vàng nguyên khối thì nó mắc hơn. Tại vừa rồi mình thấy cái này nó nhiều tược á. Đó, một cây nó cũng từ 8-9 tược, nó nhiều lắm, thành thử ra mình mới thấy về mình mê mình mua về để nhân giống thôi các bạn nhé. Đó, các bạn có muốn mua thì các bạn cứ theo dõi ở trên mấy cái clip mà mấy cái shop họ đăng á. Đó, cái nào mà người ta vừa mới đăng lên các bạn đặt liền thì nó còn.
Ngày hôm qua thấy Nguyễn Trọng Nhân nó cũng đăng lên một cái clip bán có 120 một cây sứ ghép củ vàng thôi, nhưng mà được có 12 cây thôi là hết rồi, không thấy đăng nữa. Đó, nếu mà các bạn cứ theo dõi thường xuyên đó, thì các bạn sẽ mua được mấy cái cây sứ này, nó rẻ về nhân giống nha các bạn nhé. Đó, đây là 6 cây là mình mua của cái nhà đây. Giờ trời đang nắng rồi. Thôi hôm nay là cái cây này nó ra bông thì mình cũng thấy nó đẹp đẹp hay hay, thử ra mình quay clip lên rồi mình cũng tâm sự với các bạn chút xíu nha. Rồi mình cũng khoe với các bạn là mấy cái cây bonsai của mình nè. Đó, mình tạo dáng cho nó từ hồi nhỏ, từ hồi lúc mới mua về đến giờ cũng lâu rồi đó. Thử ra nó này nó cũng được cái dáng như vậy, thấy cũng đẹp đẹp, lâu lâu quay lên cho các bạn cùng xem. Đó, giờ mình quay một sơ lược một vòng nữa nhé. Đó, mấy cây kỳ duyên này là mấy cây kỳ duyên dâm cành nữa các bạn nhé. Đây mình cũng có một cái cây ghép san hô củ vàng đây, mình đang ghép đó để mình nhân giống nó đây. Còn mấy cái cây một cốt này mình đang mua nhỏ nhỏ nè các bạn, để mình về mình dưỡng nó, để mốt nó ra tàn nhánh nó to khỏe rồi có thể là mình chẻ cái gì mình chẻ nha các bạn nhé. Đó, mình mua một mớ đây, mình đang dưỡng nó đây nè các bạn. Nếu mà giờ muốn chẻ được phải để cho nó khỏe một thời gian rồi nó phát triển mạnh nữa. Nó cứng cây, nó cứng cáp rồi bồ đề nó phát triển mạnh thì chẻ may ra. Còn mới mua về nó đang yếu yếu, cây chẻ là tiêu liền đó các bạn ạ. Chắc mình nghĩ là như vậy. Giờ mình cũng đang dưỡng, đợi cho nó phát triển tốt rồi mình chẻ. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video mình bổ ích thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha các bạn, để ủng hộ mình. Bây giờ mình xin chào, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công nha các bạn.